FC xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong bản tin ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, hôm qua tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo rất nổi tiếng của phía Trung Quốc, đã đưa tin về cơn bão số 6, cơn bão mạnh thứ 3 trên thế giới với cấp độ bão lên tới 280 km/h, giật cấp 17, và bão đang càn quét thủ đô Bắc Kinh cũng như quảng trường Tiananmen, khiến cho điện đường trường trạm bị phong tỏa, cây cối bị bật gốc, còn nhà cửa thì bị đổ sập. Tất cả những con đường tại thủ đô Bắc Kinh đã biến thành sông bởi cơn bão số 6 trên đã mang một lượng mưa to đến rất to từ trên trời rơi xuống, làm cho thủ đô Bắc Kinh bị phong tỏa. Và đây người ta được cho là nhân quả báo ứng đang đổ lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình. Nhiều ý kiến khác cho rằng đây chính là do mẹ thiên nhiên muốn ra tay trừng phạt Trung Quốc thay cho các nước trên thế giới. Kính thưa quý vị, tính từ tháng 7 cho tới nay, Trung Quốc đã đón nhận tới 4 cơn bão lớn bé liên tục đổ bộ vào Bắc Kinh, khiến cho cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình không biết phải làm sao. Cơ quan đầu não chính quyền ông Tập không hiểu vì sao bão tố liên tục đổ vào Trung Quốc, nhấn chìm toàn bộ các tỉnh phía Nam. Theo ghi nhận mới nhất từ kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, một số tỉnh thành phía Nam như Phúc Kiến, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Quảng Tây đến Thượng Hải cũng bị ngập chìm trong biển nước. Những ngôi nhà cao từ 6 đến 7 tầng bây giờ chỉ còn cái tầng trên cùng là không bị ngập. Hiện tại thì siêu đập Tam Hiệp đang bị báo động đỏ bởi mực nước tại thượng nguồn đổ dồn dập trong những ngày qua đã lên con số 65 tỷ mét khối nước. Các chuyên gia thủy lợi trên toàn cầu cho rằng nếu như đập Tam Hiệp mà bị vỡ, nó sẽ nhấn chìm 3/4 diện tích Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Đây chính là nguyên nhân mà người dân Trung Quốc đại lục đang phải sơ tán ra khắp mọi nơi. Người Trung Quốc đang không biết phải làm sao khi mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập đang xảy ra liên tục và tràn lan suốt những ngày qua, chưa có dấu hiệu giảm nhiệt ở thủ đô Bắc Kinh và quảng trường Tiananmen. Các tỉnh thành như Thâm Quyến, Hồ Bắc, Vũ Hán, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Quảng Đông và những ngày qua mưa to, gió lớn, động đất cũng tiếp tục xảy ra, cường độ rất mạnh khiến cho điện đường trường trạm bị phong tỏa. Tất cả các khu tự trị của Trung Quốc đã phải báo động cảnh báo cấp cao nhất, người dân khuyến cáo không được đi ra ngoài đường. Có một điều cực kỳ nguy hiểm cho phía Trung Quốc, đó chính là siêu đập Tam Hiệp, siêu đập lớn nhất hành tinh đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi mực nước tại siêu đập vượt mức báo động đỏ tới 14 m. Con đập hiện tại là nơi ăn ngữ qua con sông Dương Tử và nằm ở thành phố Hồ Bắc cũng như Hồ Nam. Nó là niềm tự hào của chính quyền ông Tập Cận Bình. Nhưng bây giờ, siêu đập Tam Hiệp là thử huyệt chết người của phía Trung Quốc. Chính vì vậy, những trận mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập đang là mối nguy hiểm cực lớn cho phía Trung Quốc. Và điều này đang khiến cho đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình đang ăn không ngon, ngủ không yên. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng bão tố và mưa gió liên tục càn quét tới Trung Quốc làm cho điện đường trường trạm bị phong tỏa, người dân thì bị cô lập. Chính quyền ông Tập Cận Bình thì không biết phải làm sao, người ta cho rằng chính Trung Quốc đã gây ra tội ác cho thế giới nên bây giờ Trung Quốc phải đền tội là điều hiển nhiên. Và nếu như không muốn thiên tai dịch bệnh xảy ra thì Bắc Kinh bây giờ chỉ còn có một con đường duy nhất, đó là con đường xin lỗi các nước trong khu vực, trong đó có xin lỗi Việt Nam. Ngoài ra, Trung Quốc phải lập đàn cầu khấn để làm sao thiên tai dịch bệnh không hoành hành. Chứ cứ tình trạng này thì không biết là Bắc Kinh sẽ đi về đâu. Theo kênh truyền hình CCTV và mạng TikTok của Trung Quốc đã đăng tải một số hình ảnh cho rằng mưa lũ xảy ra ở khắp mọi nơi, nhất là siêu đợt Tam Hiệp, một trong những tử huyệt chết người của Trung Quốc. Thưa quý vị, có một thông tin vô cùng đen tối đối với cả người dân ở thành phố Vũ Hán, nơi xảy ra đại dịch Covid-19 lần đầu tiên trên thế giới. Đó là một trận động đất 3,5 độ Richter đã xảy ra sát siêu đợt Tam Hiệp dẫn ngang qua con sông Dương Tử. Trận động đất đêm ngày hôm qua đã làm cho người dân một số vùng hạ lưu tại siêu đập Tam Hiệp phải chạy đi những nơi khác để trú ẩn. Theo ghi nhận từ trang mạng TikTok của Trung Quốc, thì trận động đất đã làm cho 80 triệu người phải di tản ngay trong đêm ngày hôm qua lúc 2 giờ sáng. Và trận động đất đã làm cho một khu rộng lớn tại đập Tam Hiệp bị rung lắc rất mạnh. Được biết, trận động đất có cường độ 3,5 độ Richter, chấn động sâu từ lòng đất khoảng 20 km, tức là 20 cây số, đã khiến cho tất cả các vùng hạ lưu tại đập Tam Hiệp phải ra cảnh báo đỏ. Và người dân của Trung Quốc đang vô cùng lo lắng bởi những thiên tai, dịch bệnh vẫn đang hoành hành. Trong khi cả thế giới đang dồn sự chú ý xung đột Nga và Ukraine, thì ở Biển Đông, Trung Quốc tiến hành tập trận kéo dài hơn một tuần gần bờ biển Việt Nam, khiến tình hình khu vực thêm căng thẳng. Tuần trước, Cục Hải sự Trung Quốc thông báo cuộc tập trận diễn ra ở Biển Đông, trong khu vực nằm giữa tỉnh Hải Nam của Trung Quốc và Việt Nam. Trung Quốc cũng cảnh báo tàu thuyền tránh xa khu vực này. Đối chiếu tọa độ mà phía Trung Quốc công bố, khu vực tập trận nằm gần ngay chính giữa thành phố Tam Á của đảo Hải Nam và thành phố Huế của Việt Nam.
một phần của khu vực mà Trung Quốc thao dượt quân sự nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi những hành động xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà Trung Quốc tiến hành dựa trên tuyên bố chủ quyền phi pháp ở Biển Đông. Lâu nay, Trung Quốc đơn phương vạch ra đường chính đoạn hay đường lưỡi bò, một yêu sách chủ quyền phi lý chiếm tới 80% diện tích Biển Đông dựa trên lập luận quyền lịch sử lấn sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của nhiều nước ven Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Các vùng biển ngoài phạm vi tài phán của các quốc gia ven biển gọi là biển quốc tế hay biển cả, đáy biển và tài nguyên khoáng sản vùng biển quốc tế di sản chung gọi là UNCLOS cũng xác định các quốc gia ven biển có quyền chủ quyền đối với tài nguyên thiên nhiên của nước này, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, thực hiện một số hoạt động kinh tế và quyền tài phán đối với các hoạt động nghiên cứu khoa học và bảo vệ môi trường. Mọi hoạt động liên quan đến thăm dò khai thác tài nguyên thiên nhiên tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của quốc gia ven biển phải được phép của quốc gia đó. Mọi hoạt động không được cấp phép đều là bất hợp pháp, vi phạm các quy định của UNCLOS. Đều là thành viên của UNCLOS, nhưng Trung Quốc lại không tuân theo quy định mà tự xác định vùng biển của mình ở Biển Đông một cách phi pháp dựa trên khái niệm mơ hồ quyền lịch sử. Liên quan đến vấn đề này, tòa trọng tài trong vụ Philippines kiện Trung Quốc đã ra phán quyết cho rằng trong đó bất kỳ bằng chứng nào cho thấy về mặt lịch sử Trung Quốc đã chỉ ra một mình thực hiện việc kiểm soát vùng nước trong đường chín đoạn cũng như tài nguyên tại đây. Vì vậy, tòa kết luận không có cơ sở pháp lý để Trung Quốc yêu cầu quyền lịch sử đối với đường chín đoạn. Như vậy, có thể thấy việc Trung Quốc tiến hành tập trận trong những vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam dù dưới bất kỳ lý do nào là vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán trên biển, phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982 của Việt Nam. Liên quan đến hoạt động diễn tập quân sự của Trung Quốc đang diễn ra ở ngoài Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã khẳng định một phần khu vực thông báo hàng hải thuộc vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam được xác định theo UNCLOS 1982. Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng và không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam, không có hành động làm phức tạp tình hình, qua đó góp phần duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực Biển Đông. Hành động khuếch trương sức mạnh làm căng thẳng tình hình. Thời gian gần đây, Trung Quốc tăng cường các cuộc tập trận ở Biển Đông. Số liệu thống kê của MSA cho thấy, trong năm 2023, Trung Quốc đã tiến hành ít nhất 51 cuộc tập trận, nhiều hơn so với năm 2022 là 20 cuộc tập trận. Nếu tính từ đầu năm 2023 đến nay, Trung Quốc đã tiến hành ít nhất 7 cuộc tập trận ở Biển Đông, trong đó có một cuộc tập trận ở Vịnh Bắc Bộ. Trên cơ sở, mổ xẻ từ nhiều góc độ, các chuyên gia quân sự cho rằng mục đích của các cuộc tập trận và Trung Quốc tiến hành ở Biển Đông xuất phát từ âm mưu đập chiếm vùng biển này trên cơ sở đường chiến đoạn. Đó là hành động khuếch trương sức mạnh răn đe các nước đang có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông với Trung Quốc. Đó cũng là hành động vừa cảnh báo vừa có tính chất thăm xem phản ứng của Mỹ và các nước trước tham vọng độc chiếm Biển Đông của Bắc Kinh. Theo ông Colin Cole, nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Na Hàng ở Singapore, cuộc diễn tập ở khu vực quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc thường tiến hành mang hàm ý nhằm phô trương sức mạnh để khẳng định những tuyên bố chủ quyền đơn phương. Còn nhà báo Java Hayran của Philippines thì nhận định các cuộc diễn tập hải quân ngày càng hung hăng của Trung Quốc được nhiều người coi như nỗ lực khai thác kinh tế suy yếu của Mỹ để đảm bảo lợi thế trong các điểm nóng. Chuyên gia hải quân Brian Clark thuộc viện Hanson trụ sở ở Washington, Mỹ chỉ cảnh báo mối nguy hiểm khác là các cuộc tập trận của Trung Quốc không đơn thuần mô phỏng một cuộc tấn công vào các lực lượng quân sự khác, mà là sử dụng quân đội tương tự như hành động của cảnh sát để trấn áp tình trạng bất ổn dân sự tiềm tàng. Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động ở Biển Đông, hải quân của Trung Quốc được tăng cường đầu tư với tốc độ chóng mặt, theo Văn phòng Tình báo Hải quân Mỹ. Nếu như năm 2015, hải quân Trung Quốc chỉ có 225 chiến hạm trong biên chế thì tới nay, con số đã là 360 chiến hạm, nhiều hơn Mỹ 63 chiếc. Dự kiến đến năm 2025, hải quân Trung Quốc có thể biên chế tới 400 chiến hạm, trong khi hải quân Mỹ chỉ đạt mục tiêu duy trì 355 chiến hạm. Không chỉ gia tăng về số lượng, theo ông Andrew Erickson, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc thuộc Đại học Hải quân Mỹ, hải quân Trung Quốc không còn phải nhận hàng thải từ ngành công nghiệp đóng tàu, thay vào đó là những chiến hạm ngày càng tinh vi và có năng lực trọng tải lớn và mang nhiều vũ khí hơn. Tàu hải quân Trung Quốc lại được bảo vệ bằng lực lượng tên lửa quy mô lớn tại đại lục, giúp tăng sức mạnh trong cuộc xung đột gần nước này. Việc Trung Quốc tăng cường các hoạt động tập trận liên Biển Đông nhằm khuếch trương sức mạnh, từng bước thực hiện hóa tham vọng độc chiếm vùng biển này, đã khiến tình hình khu vực trên ngày càng căng thẳng.
tạo nguy cơ xung đột đi ngược lại những nỗ lực nhằm duy trì hòa bình và ổn định của khu vực. Và thông tin trên cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like, share và nhấn chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất trong chương trình tiếp theo của chúng tôi.